はい、皆さんこんばんは。こんばんは。はい。À, bữa trước dường như bài tập mình chưa sửa đúng không? Nên mình sửa bài tập nha. Dạ. Bài tập sửa tới đâu rồi ta? Phần unit 11 đó cô. Unit 11. Dạ. Yeah. Unit 11. Cái mà 941 tới 990. 941, 941. Ok. Ủa cô cần à? Ủa phải không? Ủa phải không? Đây, ok. Rồi, rồi một la mã. Dạ, yeah, sake cái gì? Moto byouki ni natta? Sake ga moto. Dạ, yeah, moto. Moto. Dạ, yeah, moto de. Hả? Có. Dạ, yeah, moto de. Moto de, ok, nghĩa là gì ta? Bị bệnh do nguyên nhân là do rượu. Ok, tuyệt. Cái rượu nó là nguyên nhân của căn bệnh này đó, hay. Dạ có ai khá đấy đâu à ima ninki no cho ten so ten ni aru ni aru so có nghĩa là họ bây giờ thì đang ở trên đỉnh của sự nổi tiếng thì sự hâm mộ có ba anh nói rồi mà shippai o nani hito no se ni suru keiko gá aru đúng chưa keiko chỉ có gá aru thôi thì số. Câu này nghĩa là gì? Người đó có cái khuynh hướng đó là gì ạ? Có cái khuynh là shippai o hito no se ni suru. Gọi là gì ạ? Có khuynh hướng là shippai o hito no se, se trong se đế đó các bạn. Tại người khác mà mình thất bại. Đó, đúng rồi, có nghĩa là cứ đổ cái việc thất bại đã lên là cho người khác ha. Tôi thất bại là bởi vì cái người đó đó ha. Rồi câu 4 im em đặt cano tame yunu wa fueru keiko keiko ni ni aru. Ni aru có nghĩa là cái người đó thì sao ạ? À không, người đó lộn, bây giờ thì bởi vì đồng yên tăng giá cho nên là khuynh hướng nhập khẩu tăng lên. Đó, rồi, nhập khẩu thì có khuynh hướng tăng lên. Ok, câu 5, kono tatsu no jiken. Ni. Ni wa kan ren. Dạ, đúng rồi. À, có nghĩa là trong hai cái vụ việc này thì nó có liên quan đến nhau, đúng không? Rồi. À, daigaku no igakubu nan ni fuzoku shite byouin ga tsukurareta. Fuzoku là trực thuộc đúng không? Trực thuộc vào cái khoa y của trường đại học à, thì một cái bệnh viện được xây dựng ừ. Thì phụ thuộc vào cái gì là trợ từ? Ní. Ní, ok. Có bảy quan ga gia đình ở trong nhà tôi cô đơ mô gì đó dây ta cô sạc xe nơi cô tổ hô xin gì đó xí tê được. Ní dê ta cử. Dê ta cử sạc xe nơi cô tổ. Cô tổ ố hô xin. Tố shite ru. Tố hoặc ní đều được là shite ru. Có nghĩa trong nhà tôi thì lấy cái việc đó là gì? Không có cho con cái một cuộc sống quá ư là gì? Xa hoa làm phương châm. Đúng chứ? Ok. Rồi hai la mã đến là đi được với suru nè. Te suru. Ok. Te ma không được. Đi cô bố cô. Được. Được, mô tô thì không. Soshiki. Dạ được. Được, ok. Seido không. Noritsu. Dạ được. Noritsu suru. Không. Ok, so sa đúng không? Mới là được. Thao tác, ok. Kose. Dạ được. Được, keishiki. Không. Không, ok. Iji. Được. Iji suru, ok. Tete suru, ok, được, đúng không?
Làm cái gì đó đến nơi đến chốn triệt để đúng không? Thô xin. Không được. Không, ok. Jiu. Không. Nhu cầu không. Kokyu cung cấp. Được, đúng rồi. Kokyu suru thì được. Nhưng mà các bạn dù như đó thì không. Rồi shomu. Thì được. Khổ. Suru, ok. Kekkan. Không được. Không. Kanren thì được ha. Suru ở trên có rồi. Yoto. Công dụng. Suru. Yeah. Thì sao? Vô tổ gá rơi thôi đúng không? Dù Không được. dư cũng không. Phu tan sư rư có nè. Hồ sô sư rư ok ha. Mười dính. Nhà được. Sư rư được. Xôn ra sư rư học rồi ok. Ba la mã cái nào đi được với tê kỳ? Noritsu Nori tê kỳ nè. Một mang tính năng suất nè. Mang tính hình thức đúng không? Keiski nè. Soshiki Soski đúng rồi, mang tính tổ chức ok và teki. tê sư đúng rồi, mang tính triệt để duyệt. Rồi bốn la mã, cái này đi được với Garu Ganai thì xa là chắc chắn là có Garu Ganai rồi nè. Ma. Dạ được, có Được. thời Ok, tê ma không. Seno. gian. Không được. Không. Juyu, Juyo, dạ, Dạ được. được. Kanren có Kanren á, Garu Kanren Ganai, ok. Dạ xong. Seiritsu, không. Juyu có ha, Juyu Garu, Juyu Ganai, Mujin, Dạ được. được, ok. Sonzai thì không rồi. Trời năm la mã Yukue thì chỉ đi được với Fumi. Fume đúng rồi, tung tích, bất minh, dạ mất tích, trời kẹt cân. Cái căn là Shohin. cái căn là khuyết điểm, có là nó bị lỗi đúng không, thì có show hin ok hoặc là hin thôi cũng được ok. Giờ Yobi dự bị Chiski. Shisuke đúng rồi, kiến thức để dự bị ok. Kanren Kanhen. Kizi. và Kanzen Kiji nè, bài báo có liên quan hoặc là Kanzen show hin cũng được các bạn, sản phẩm có liên quan ok. Rồi Shomo tiêu thụ. Sumo Tomohi đúng rồi. Rồi Jokyo. hin Ok, phán đoán tình hình. Rồi Moto thì chỉ có Moto. cho And rồi, ok. Cuối cùng là hồ sơ show đúng không? Cái giấy đảm bảo không à? Rồi, ở dưới phần B, cái gì cô xe được đây? Kazoku Kose Ừ, có nghĩa là thành phần trong gia đình. Có hai, cái gì game ba hiện trường? Koji Gemba. Koshi đúng rồi, là ý nói về nhà máy cái nơi mình làm việc. Trời cái gì Kanri? Kenko Kanri Đúng rồi, Kenko Kanri quản lý sức khỏe tiếp nè, bương gia là số bương gia lĩnh vực. Tục cười Một đúng nha. cươi bương gia lĩnh vực mà mình giỏi tiếp. Iji là duy trì, duy trì. Genjo. Genjo duy trì cái tình hình hiện tại hoặc là Kenko Iji cũng được đúng không? Duy trì sức khỏe. Ok. Rồi TT. Okay. OQTT đúng rồi. Duyệt đây. Bushi thì trước nó là chỉ ở đây coi có chữ N. Angel. Angel Bushi đúng rồi, vật tư để mà hỗ trợ cứu trợ. Ok. Ato là vết tích nè. Kizu. Đúng rồi, kia giờ Ato vết xẻ. Ok. Trời sáu la mã. Noritsu thì nó là Agaru hay là Chiyomaru? Agaru. Năng suất thì chỉ có tăng chứ không mạnh được. Câu hai là T mà ô thời Tên gian mà công suất ô hạ ô hạ bưu Habuku thì sổ Habuku là cắt giảm tiết kiệm, T mà ô Habuku là bạn tiết kiệm được thời gian công sức ok. Rồi Yoto là công dụng thì là công dụng thì rồi thì rồi đừng rồi xa ô từ kê Keru, ok. Rồi Sujino cái gì đó Kotomachi, tôi không muốn làm những cái việc mà nó không thổ ra nai. nó không có lý, không có logic đúng không? Ok. Bảy la mã Watashi wa Nihon e kite mada cái gì đó cái này. Mà đã mang Đúng rồi. Tôi đến Nhật thì vẫn chưa có thời gian đúng không ạ?
thời gian ý là thời gian rảnh rỗi. Rồi cô kêu nó cái gì rồi đấy mà chỉ đương cả tên là cô rồi và Jerusalem này. Ba. Đúng rồi, ba tôi chứ không có game ba. Vì ý đây là ở cái nơi công cộng á thì những cái hành động gọi là tùy tiện của bản thân mình là không được, không được cho phép. Có ba cô nói gì cả tờ ba. Nãy nãy đi gà, bỏ đi. Cách làm này thì nó phải là seno là tính năng đúng không? Còn noritsu là năng suất, thế thì nó phải là noritsu. Ok. Câu 4 là Dainichi Sekai Taisengo là sau Thế chiến thứ hai. Atarashi Koiku Sedo. Sedo đã được ghi tạm rồi là thành lập ra được một cái chế độ giáo dục mới. Rồi Biruro, Biruro nani wa Senmon gyōsha ni ta Sanrin, Thayonde. Thayonde? Đây chữ lại đúng không? Đầu là gì đây? Tanonde. Đúng không? Tanomu đúng không? Chắc chưa? Đúng rồi, Tanonde. Tại vì sao nhờ vẽ? Ý là cái việc mà gì cái gì của tòa nhà thì sẽ nhờ cái gyōsha chuyên môn, cái người làm chuyên môn làm. Ý là công ty á. Ừ, Kanri thì quản lý tòa nhà sẽ nhờ cái người chuyên môn họ làm ha. Câu 6, cái gì đó là busoku suru to mono no nedan ga agaru đúng không? Có nghĩa là cái gì không đủ thì giá cả sẽ tăng lên đúng không? Cái gì không đủ giá cả tăng lên. Dạ. Yeah. Cung đúng rồi, Tokyo đúng không? Cung cấp không đủ thì giá cả tăng lên. Rồi có 7, samajama na jouken o hanashiai. Yoyaku keiyaku ga nani nani shita. Ok, có nghĩa là gì? Nói chuyện về cái điều kiện, rất nhiều điều kiện và cuối cùng thì cái hợp đồng đã có thể thành lập được đúng không? Thì là seiritsu. Ok. Không nhiều hồ sơ, không nhiều sơn dai, được chưa? Đây, thế tiếp là 8 la mã. À, nani? Câu 1 là kore. Kore wa watashi no cái gì đó dakara, tabenai de ne. Cái này là cái gì đó của tôi nên được ăn nha. Phần của tôi đúng không? Kore wa watashi no nani? Suji setsu te matashi bun de sao hai bun dakara. Ừ, cái này là phần của con đừng ăn nha. Ok. Ima sunde iru apato wa 8 jō hito. Hito ma đúng rồi, là căn phòng hiện tại tôi đang sống là nó 8 chiếu đúng không? Rồi kono ryō ni wa tsukuru no ni nani nani ga kakaru. Món ăn này mất thời gian để làm đúng không ạ? Tema. Rồi, nè, sono news wa shinbun no daiichi oyon, daiichi men đúng không? Ni natte ta được đăng trên trang nhất của tờ báo. Kono minasan, cái gì ni natte te o tsunaide kudasai. Là hãy nắm tay nhau tạo thành vòng tròn đúng không? Xin thưa chứ mấy chữ này mà vô thi mà nó viết toàn hy ra là cũng hơi đuối đuối. Câu 6, ashi cái gì đó nghĩ của chui của ta sai, chú ý bước chân của mình. Ashi Ashimoto. Ashimoto. Bởi vì bạn vô bị quán ghi ashiato. Rồi inaku natta ashiato là có, mà ashiato là cái dấu chân, còn ashimoto là cái dưới chân của mình. Chú ý thì là chú ý cái bước chân của mình chứ không có chú ý cái vết chân mình chi ha. Ra inaku natta chichi no. Yukue. Ok, yukue o sagashite ru, tôi đang tìm tung tích của người bố mất tích của mình. Sono hon o yonda koto wa nai ga. Ara gì đó, ara wa shite ru. Ara dễ rồi, ara gì có ara. Sự. Ara suji. Có nghĩa là quyển sách này tôi chưa từng đọc bao giờ, cho nên là tôi cũng không biết cốt truyện của nó là cái gì ha. Rồi, pyramid đồ, pyramid đồ kèn sẽ từ nội dư thì cần sẽ tế bằng iro ro na nani nani ga rồi, thấy không? Sẽ từ. Mà pyramid đồ là gì lắm? Kim tự tháp. Được rồi, có nghĩa là liên quan đến lý do xây dựng kim tự tháp thì nó có rất nhiều cái lý thuyết được đưa ra, cái thuyết về thuyết như thế. Rồi, có nói sashino. 右左に映っているのが足、あ、兄だ。
Mì hashi. Đấy rồi, mình hay nói gọi là sát bên, gọi là sát cùng bên tay phải đúng không, gọi là Migihashi. Cái người mà được chụp ở sát bên tay phải này nè, bên góc tay phải á, của tấm hình là anh tôi. Ra phần B, Kikai o remote con điều khiển ha. Thao So tác đúng rồi, so xa sư. Rồi, Nantoku bưng kỳ sư Bình Seki để sao Bình bưng Seki kỳ ha, là kỳ phân tích cái băng ở Nam Cực đúng nhá, chứ đừng bây giờ là phân tích nước đá ha. Rồi Atsade Tairoku Tomo mô Seru, đúng rồi, do nóng cho nên là mình tiêu hao năng lượng, tiêu hao thể lực. Câu 4 Shidoroku, năng lực chỉ đạo mà. học kỳ Rồi, ok, phát huy cái năng lực lãnh đạo của mình. Rồi business meru ni wa Sore nari no cái gì đó gã rực. kê Câu này nó nói là cái email mà gọi là business, có nghĩa là email trong doanh nghiệp, thì nó có cái văn phong của riêng nó. Cái nari này là ngữ pháp đó các bạn. Nari này là ngữ pháp đó, là theo, giống như kiểu đó, tôi sống theo kiểu của tôi. À, thì sore nari cũng như thế. Rồi câu 6 Machino. Hiro niwa hatake ga hirogatte Hiện à, đúng rồi, à, xung quanh cái thị trấn thì có rất nhiều đồng ruộng ha, cánh đồng. Này atarashi ke cái gì đó ố zen shai ni nani sasetai. mô xin ố Hoshin o xin đẹp tê sẽ tại Có nghĩa là mình muốn làm sao ạ, làm cho tất cả nhân viên phải gọi là gì, quán triệt cái phương châm kinh doanh mới, được không? Ok, thì bạn muốn ai làm cái gì và như thế nào, đúng không? Thì bạn để ý trợ từ của nó ha. Kehoshin thì là ố, tại vì ố này đi với tệ tê là muốn gọi là quán triệt cái tư tưởng này, cái phương châm này, và muốn ai thì người danh từ đi với ý. Đó là bài sai khiến 48 bạn học rồi ha. Rồi câu 8 qua cái sư sư ni tote te choi cứ hi no cái gì đó là u ki ta đúng không, ấy là đối với cặp vợ chồng trẻ thì cái gánh nặng về tiền học phí, mà phí gánh nặng tiền phí mà phí giáo dục thì nó lớn, có nghĩa là nói về nuôi con cái. Rồi câu 9 Shuppan Sakara gen kono ni đó no den wa kakatte kita, con này gặp rồi. Sai số cửa. À, hối thúc đúng rồi, từ nhà xuất bản thì có cái điện thoại hối thúc cái bản thảo đúng không? Ok. Rồi đây kế tiếp là phần gọi là đen siêu theo kiểu JPT là sao? Hai. Đây sekkaku ryugoku shiteru no dakara nani nani ii ni na ichi ne U E nishitai. Là chữ hữu. D Đúng rồi, câu này nó dễ rồi đó. Câu này có ý nghĩa phải không ạ? Chỉ sợ tới lúc đó vô thi quán cho để y chang vậy đó nha, mà cái số câu á, thì có thể nó nhiều hơn một tí thôi. Câu hai Kono shinshouhin wa imamade no mono yori nani nani hinsetsu cô hình chữ da. Ý nó là sản phẩm mới bây giờ thì cái chất lượng sản phẩm nó cao hơn so với đồ của hồi trước đúng không ạ? Thì là cô ok. Thường các bạn nhầm chữ lương nha. tốt hơn. Là mình nghĩ là tốt hơn, mình cái chữ lương không phải chất lượng nó cao. Bản thân mình dịch ra tiếng Việt mình thấy là chất lượng nó cao hơn. Nhưng mình có số bạn bảo là chất lượng tốt hơn, các bạn dịch chữ lương xong đi luôn. Hai La Mã. Hanako soto de wa motto o ki do yoku shinasai. Covid Nãy gì ta kêu gì? hành Sise là tư thế nè, yogi là cái gì? yogi Chữ hành và chữ 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 nghĩa đúng không? Mikake là vẻ ngoài nè. Hin là hin gá quà rơi, gọi là có cái phong cách gì đó đúng không? Thế bây giờ yogi là gì? Quên rồi. Dở lại xem yogi là gì, mình sẵn ôn bài luôn đi.
Học cũng gần hết rồi còn gì nữa. Thành nghĩa là gì? Mana, đúng nhớ. Behavior là gì? Cách hành hành xử, đúng rồi, cách cư xử. À, Hanako nè, ở ngoài ra ngoài thì con hành xử cho nó tốt hơn đi, cho nó đúng hơn đi, à, hành xử cho nó đàng hoàng hơn đi. Câu hai, Uchi no kai sẽ là Sachomo kawari nani cô nani cô tay gá sinh đề được, đúng rồi. Tại vì ở công ty của tôi thì làm sao? Thay đổi giám À, giám đốc cũng thay đổi nữa, có nghĩa là đang tiến hành cái gì, cái gì đang diễn ra. đốc. Cái xe đây cô đây. À, Sedai cô tay gà sinh đề rồi, có nghĩa là đang có cái sự thay đổi thế hệ, đúng không? Có nghĩa thế hệ nào mà lớn tuổi già rồi đi xuống cho thế hệ trẻ đi lên. Rồi có ba, sports demo, go gaku demo, mazu nani nani o mini tsukeru koto ga taisetsu da. Hiểu không? Thì ủa chết từ từ à, có e thì Ừ. Khi sô, đúng rồi, có nghĩa là thể thao hay kể cả ngôn ngữ thì trước hết trang bị cho mình cái cơ bản là quan trọng. Rồi có bốn cô nô, sốc với bích là tu nên Asia thì hiểu cười gì đó stereo cho thực vật mà nó phát triển. bưng 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 Ừ, gọi là phân bố bưng. nhiều, đúng không? Phân bố rộng ở châu Á, sơ, ok. Rồi câu nào, thực vật là mấy bạn không có phương kiêu được, phương kiêu là phổ biến, là thường là nói về trào lưu hay là cái đồ vật gì đó, hạt ten là nói về nền kinh tế, secho là nói về con người, được chưa? Rồi con nam Genshi Rokku Hatsuden Sho no Jikon yori, do sự cố nhà máy phát điện nguyên tử cho nên Hiroi Tochiga Hosa no ni cái gì đó sao đây ta, bị ô nhiễm phóng Ôn xạ đúng không? nhiễm. Ô sen, đúng rồi, ok. Đen sen là truyền nhiễm nha. Còn cô gái gọi là gì ạ? Tông Cô gái này cũng là ô nhiễm, nhưng mà ô nhiễm ở đây là ô nhiễm bầu không khí. Chứ còn đối với lại cái động từ gọi là bị ô nhiễm thì không phải cô gái. Còn sai gai là thiên tai rồi, tai họa rồi. Ha. Rồi con sáu, tetsuzuki no shime kiri wa thoka desu. Trời, có nhiều bạn lên tới N2 ngày 10 đọc ra nha cha. Yamo enai jijo ga aru toki wa, có nghĩa là cái ngày hạn chót của thủ tục là ngày 10 đúng không, nhưng khi mà có cái tình huống gì đó gọi là bất khả kháng, và mối enai là bất khả kháng thì sao, jiro là nghị luận tranh luận nhau, cô koryo là gọi đơn. là cân nhắc đúng không. Rồi GC là xem trọng, TC là đính chính, thì có mỗi cô đồ thôi. Cô đồ ở đây có nghĩa mình cân nhắc lại, xem xét lại này đó. Có bảy, ame và mô mika mô furi tsuzui teru ga imada ni yamu gì đó gá như này, có nghĩa là mưa là 3 ngày liên tục rồi mà tới tận bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là kết thúc thì sao, của dịch tung rồi còn gì dấu hiệu gì. Ok Ok ha, rồi. Rồi ba la mã. New Joken là Kakuji đúng không? Omochi kudasai. À quên này khó đọc. Kakuji là mỗi. Mỗi. ha. Sore sore chứ không có nói là mỗi cái hay là mỗi người, mà nó đang nói chung. Cho nên gọi là sore sore ha. Rồi câu hai là Shuhen là khu vực xung quanh đúng nhá. Trời ơi nó dễ ồn. Gary. Rồi câu ba là đương gia là lĩnh vực. Bây giờ cái gì nó nói về lĩnh vực đâu, Hô mê nước phương đúng diện. rồi, phương diện cô no bương ya no xem mong gọi madasukunai, ý câu này là gì, cái nhà chuyên môn về cái lĩnh vực này thì nó vẫn còn ít, thì bạn thấy là chỉ có mỗi hô mê ý là chuyên gia về cái lĩnh vực, về cái phương diện này đúng không, chứ gặp cơ mo là học vấn rồi, ba men là gì, trường diện này là gì, ba men này là gì đây, hô cô phương biết rồi, dễ rồi, ba men là gì còn nhớ không, học xong trả luôn, Bối cảnh gì đó hiểu bối rồi, bối cảnh so background này đó hay, thì nó chỉ có gì, có mỗi hô men là đúng rồi. Câu 4, Saikin isogashi sugiru, dạo gần đây quá bận.
muốn có gì dù dư xe cái chỗ style là tôi muốn có cuộc sống nó dư dả hơn, dư dả đây dư dả về thời gian ấy và là thông thả đúng không. Dù dù tôi đi. Ừ, Yuturi nhớ ha. Rồi con nam, cô nó kia cái gì mà Habahiroi Yu tôi gà rồi. À, nó có công dụng rất là rộng. Công dụng dễ ơi. Sky Kamichi, để sao? Hay. Người ta không gọi là Chikai Kata, gọi là Chikamichi. Đố bạn thì sao? Chikai Kata là đang nói về cái cách sử dụng nó. Có nghĩa là đầu tiên bạn bấm nút gì rồi bấm nút gì, đúng không? Còn Kamichi có nghĩa là nó có thể sử dụng cho nhiều việc khác nhau gọi là Tsukai Michi. Rồi bốn là mã Genkai. Genkai là gì ta? giới hạn. Ừ, hạn giới là giới hạn. Ok, biết Genkai là giới hạn. Đó rồi. A, B, Câu D. C, D. Ừ. Đây là Ueno Senshu và Tairoku no Genkai Kanji Intai Oketsu Stasona. Thì đó là nghe nói là tuyển thủ Eno thì cảm thấy là đã đến giới hạn thể lực của mình cho nên quyết định là sẽ in tai, có nghĩa là gì? Rút lui AI ấy này. Nói theo kiểu giang hồ gọi là thoái ẩn giang hồ, rửa tay gác kiếm rồi giải nghệ đúng rồi. Ok thì xem siêu tuyển thủ mà ha. Rồi câu hai, sorry là xử lý, bữa nói một là một lèo về xử lý xử trí xử phần giờ sorry gì đây? Câu E. Đúng rồi, thura bưu thì chỉ có sorry sư nữa, canh tên đi bàn này thôi. Mà câu này trong sách cũng có mà. Ý là xử lý cái vấn đề này, cái khó khăn rắc rối này là nó không có đơn giản. Ha, rồi. Chỗ nào không hiểu các bạn hỏi nha, Kibun. Rồi học từ đời nào, kiếp nào? Xe Ừ. Kamigatao kaetara Kibun mo kawatta, đúng không? Ý nó là đổi kiểu tóc tự dưng tâm trạng cũng thay đổi. Ha, không khí cũng thay đổi. Rồi phương tăng cho còn dễ nữa, hiểu cái gì đó. Ừ. câu B. Câu B là gì đây? Konoshio to minna de B à, câu D vậy, xin lỗi. Futori sugiru to vì một khi mà quá mập thì hiza ni futan ga kakatte yokunai. Hiza là đầu gối đúng chưa? Đầu gối nó sẽ chịu hết tất cả các sức nặng cho nên là sẽ không tốt duyệt. Ok rồi câu năm là chữ ba, đúng một chữ ba một nơi luôn. Câu B. Ok, men set để chuẩn bị していないことを聞かれたらその場で考えるしかない。Có nghĩa là gì? Nếu như mà bị hỏi đến những điều mà không có chuẩn bị, mình chưa chuẩn bị trong phỏng vấn thì chỉ còn cách là suy nghĩ ngay tại chỗ đó. Thì chỗ đó là chỗ nào? Chỗ mà đang phỏng vấn, đúng rồi, duyệt đó. Em là thì ra chỉ cỡ này thôi, hên xui năm nào ra hơi khó tí thì nó khó hơn thôi nè. Rồi, ủa hết bài tập chưa? Dạ rồi. Đó hết rồi hả? Ok vậy mình học tiếp. Ta học tới đâu rồi? Học tây một ngày. À ngàn ngàn thôi đẹp. Ok rồi tiếp. 1001 katsugu, thực ra cái này bạn học hiến tự rồi. Katsugu nó là chữ đảm chưa à. Thì nó mang nghĩa là gì? Một là mình vác cái gì đó trên vai mình, ví dụ là nimoto kata ni katsugu, bạn vác bạn mang hành lý trên vai. Hai là omikoshi o katsugu, mikoshi là gì biết không? Omikoshi cái quan tài, quan không có g, vác cái quan tài, khiêng quan tài hả? Tại sao không gọi hạt cô bư? Hạt cô bư là kiểu bạn khiêng, giống như là khiêng người đi cấp cứu á. Còn cà tư là mình để trên vai, bạn thấy là những người mà vác quan tài là ta toàn để trên vai thôi chứ không có ai mà khiêng hai tay dưới này cả ha. Rồi nghĩa thứ hai là engi katsugu, thì engi là cái gì mà katsugu là cái chi? Em ghi là gì ta? Chữ này là chữ duyên và chữ khởi đúng không? Đúng. Cả chữ lúc này mang nghĩa là tin tưởng rồi. Tin tưởng vào gì đây? Em ghi tin tưởng vào gì đây?
tin tưởng Chữ duyên, chữ đó là chữ duyên và chữ khởi. Có biết chữ em ghi giống như nó làm à, nằm mơ mà thấy thấy quả là thấy điềm điềm gỡ, đúng không? Nó cũng dạng một dạng em ghi á, mê hoặc tín. là trước khi đi thi á, mà nói chữ rớt mà mày rớt á, cũng dạng em ghi, có nghĩa là giống như kiểu gọi là cái điềm báo, cái điềm gỡ, điềm báo. Nó giống như ở phương Tây, ví dụ như mà tự dương kính nó bị vỡ, người ta cũng gọi đó là một cái điềm báo cho cái điều gì đó nó không tốt, thì em ghi gọi là một cái điềm báo ha. Nó như dạng một dạng tâm linh, còn nghĩa là cách xưa là mình tin vào cái điềm báo. Đây, 1002 là Hagasu. Dễ lắm, anh nói này nó ngược cái tên từ Haru rồi đó bạn học á. Haru dán vô, vậy thì Hagasu là À, bốc ai gì đúng rồi, gỡ bóc ra, gỡ ra, gỡ ra, gỡ cái gì mà nó dán, gỡ ra, và cái gì mình treo thì mình gỡ ra, mình đóng nó vô, gỡ nó ra ha. Presento yo ni katakuki no ne fuda o hagasu. Fuda là cái bảng gì đó, mà ne fuda là cái bảng giá, ý là mình gỡ cái bảng giá của cái bánh bánh quy mình mua để mình tặng người ta, rồi gỡ bảng giá chứ ha. Rồi cây gì bằng thì hấp theo rồi lưới bố tàu hai gas xe Tarashimono hấp gỡ cái bố tàu cũ dán ở trên bản thông báo xuống để dán cái mới lên đó. Rồi động từ hagu thì mình để là kari để utta emono no kao hagu, thì lúc này hagu nó mang nghĩa là lột, lột trong lột da chàng. Đây là bạn lột, kawa là da ha, da thú á, bạn lột da của những cái emono là những cái con vật mà bạn bắt được. Và bắt được ở đâu đây? Kari để utta. Kari là gì biết không? Săn bắt á, săn bắt. Đúng rồi, các bạn mà học cái thời nguyên thủy ở trong lịch sử Nhật Bản có gọi là săn bắn hái lượm á, gọi là kari á, săn bắn hái lượm gọi là đi săn bắt, đúng không? Và là bạn thấy là kari cũng là đi hái, nếu mà đối với trái cây là đi hái. Cho nên bên Nhật nó có một dạng này là dạng như là bạn vào đến vườn của người ta thì bạn có thể, bạn trả một khoản tiền thôi là bạn có thể hái thoải mái, hái ăn tại chỗ, không được đem về thôi, nhưng mà hái ăn tại chỗ, ăn tới chừng nào đã là thôi. Nên nó gọi là ichigo gari, là đi hái dâu. Đó, và nghe người Nhật nói hôm nay đi hái dâu là bạn biết là vô trong vườn trả, như cô nhớ đợt đó cô đi là một người 2-3 sen gì á quên rồi, vô ăn no luôn cái bụng luôn, mà dâu đến mùa bạn nhiều lắm, đầy trái luôn, nguyên vàng luôn, ăn có bể bụng thôi. Rồi đi ra rồi không vô lại được ha, và cũng không mang về đó. Thì đây đây là gì, mình lột da những cái con thú mà mình đi săn bắn được, đúng không ạ? Ok. Rồi, 1003 là Egaku. Egaku đi học rồi. Chữ miêu đúng không? Đây là miêu, nhưng mà phải miêu trong con mèo, mà miêu trong miêu tả, mô tả, là vẽ. Kono gakka wa yoku machi no suke o egaku. Cái họa sĩ này thường hay vẽ phong cảnh đường phố, machi là đường phố nha. Rồi, この小説は若者の心の動きを細かく描いている。Cái wakamono no kokoro no ugoki o kumakaku egaiteru. Là tiểu thuyết này nó mô tả chi tiết cái gì của người trẻ. Kokoro no ugoki. Mô tả chi tiết những chuyển động trong tâm của người trẻ. Thì vậy thì mình chuyển nó thành cái gì thì được, nghe chuyển động trong tâm thì nghe nó hơi không khớp nhau lắm đúng không, thay đổi đúng không à, trong cái gì tâm trí của người trẻ. Ok. Rồi kodomo no koro wa yume ni naru koto, yume ni egaite ita, vừa có yume vừa có yume. Ở đây là gì, thuở nhỏ thì tôi vẽ, vẽ cái gì? Tôi vẽ cái ước mơ Bị vẽ cái gì là ố, thành cái gì là ní nè. tôi vẽ cái việc mà trở thành người Đúng nổi rồi, trở nên tôi nổi trở thành tiếng. nổi tiếng, thành ước mơ. Tôi ý nói là gì bạn, cái thuở nhỏ tôi mơ ước rằng
Tôi tưởng tượng ra rằng tôi mơ ước rằng tôi sẽ nổi tiếng ha, gọi là yume ni egaku rồi nha. Ừ. Dệt mộng á, gọi từ dệt mộng á. Rồi một ngày lễ tư kudakeru, và từ kế là kudaku luôn. Thì kudakeru đây là cái gì? À, bị gọi là phá hỏng đúng không, mà gọi là bị phá vỡ, gọi là vỡ ra từng mảnh luôn, tan nát luôn đúng không. Ochita cup là kona gona ni kudaketa, có nghĩa là cái ly mà nó rớt, cái ly nó bị rớt thì nó vỡ tan tành luôn, được chưa? Nó khác với kowadeiru, kowadeiru dạng là nó bị hỏng, còn wadeiru là bị vỡ, còn cái kudakeru gọi là thành từng mảnh một. Rồi aramatta wa là kudaketa kotoba zukai wa shinai hou ga na. À, shinai hou ga ii. Kudakeru là ở trong cái ngôn ngữ của mình thì kudakeru gọi là cái văn suồng xả thân mật. Là giống như là vóc rư vóc ngai đó ha. Vóc ta đó các bạn. À, thì đây là gì, trong cái môi trường ở cái nơi gọi là aramatta, có nghĩa là trang trọng, thì mình không nên dùng những cái từ vựng suồng xả thân mật, được chưa? Rồi kudaketa ngôn từ thân mật, hyogen, hyogen gọi là cấu trúc đó. Thái độ là thái độ, được chưa? Rồi thì kudaku là gì, kudakeru là tạo động từ, thì kudaku là tha động từ. Nè. Khuyo chisaku kudaite gurasu ni ireru, tiếng Việt mình gọi là cái gì? Nè. Ừ. Đặt Đập, nhịp đập được rồi, đập đá nhỏ ra bỏ vô ly thế này nha, đúng vậy, chỉ đập ra. Ở đây bạn không dùng chữ cồ qua sư được, hay là quà rư được. Quà rư là bạn làm vỡ cái gì đó, dù bạn làm vỡ kính cửa sổ, còn cừ đa cư này rõ ràng bạn làm cho nó nhỏ ra có mục đích, kịp không ạ? Nhớ ha. Rồi yume ga uchi kudakareta, giấc mơ thì vẫn bị đánh cho tan tành đi, đó là giấc mơ vỡ vụn. Kibo hy vọng, và bô là tham vọng. À, tan tành mây khói đúng không? Raikinomiyo kami kudaku, và nãy đây nó đang là từ ghép đúng không? Kami là nhai, kudaku gọi là cắn nát hả, hay là nhai nát cái trái cây phải không? Rồi rồi Muzukashi naiyo kami kudaite sitsumen suru, thì lúc này nó mang nghĩa bóng, nội dung khó thì bạn không có nhai nó được. Bạn làm gì đó, bạn làm gì cái nội dung khó để mà giải thích. Và đấy nghĩa gốc của nó, kami kudaku là bạn nhai nát cái gì đó đúng không, nhai ra thành từng miếng nhỏ, thì ở đây là gì, bạn hiểu theo cái nghĩa trực dịch, có nghĩa là mình nhai nát cái nội dung khó ra từng chút một để mình giải thích, có nghĩa là làm sao? Làm cho nó đơn Ừ, làm cho nó đơn giản hơn, có nghĩa là gì, mình giải thích một cách đơn giản về những nội dung nó khó, được chưa? Cái gì khó đơn giản hóa cho người ta dễ hiểu. À, trang 1006 là Fusagaru. Ừ, bên trang bên kia là Fusagu, là một cặp. Thế Fusagaru là gì? Fusagaru là gì vậy? Cái gì đó nó bị tắt, bị nghẽn lại á. À, có ví dụ Nimotsu de Toguchi ga fusagatte được. Toguchi là cái cửa nó bị chặn bởi hành lý, có nghĩa là những cái cửa người ta mở ra mở vô thì chặn cái hành lý đó không mở được đúng không? À, kuruma ga ôten shite michi ga fusagatte shimatta, thì bạn nãy là cái xe hơi mà nó ôten là gì? Nó bị lật ngang đúng không? À, xe hơi nó lật ngang thì bạn nói là gì, cái đường nó bị chặn lại, nó bị nghẽn đúng không, nó không có đi được thì sao, và là ngán đường. Đây Google và Kaigishitsu là Fusagatte, mang cái nghĩa khác là buổi chiều á, thì cái phòng họp nó
No. Nó bị ngán, có nghĩa là sao ạ? Ngành nó đang được sử dụng. Đúng rồi. Tại đố tê gà phê sa gắt tê đưa nồi đại đố kê tê ta sai. Cả hai tay tôi đều bị ngẽn hết rồi, nên mở cửa giùm tôi đi. Ý là hai tay tôi gì? Đang. Đang bận. Đúng rồi, đang cầm cái gì đó rồi, đang bận. Đúng rồi. Ima tê gà phê sa gắt tê đưa nồi đại đố gì mà tôi đi tê sai. Bây giờ thì tay tôi đang đang ngẽn rồi, cho nên là vô gì công việc thì để sau đi. Ý đó là bây giờ tôi đang isogashi. Bận. Đúng rồi, yes ka. Rồi, nghĩa thứ ba vô ya cười chi ga thì xa gắt ta. Cuối cùng vết thương nó cũng sao bạn? Khép lại ý Đúng rồi, cái miệng vết thương nó khép lại có nghĩa là nó lành. là Cái số 2. Thì mình có cái câu quán dùng nữa là ai ta cứ chỉ gà phơi xa ra rằng cái mỏ mở ra không đóng lại được. Ý là gì? Kareno gen đô ni wa ai ta cứ chỉ gà phơi xa ra rằng này. Vậy cái lời nói và hành động của anh ấy thì sao? Ai ta cứ chỉ cái miệng mình muốn mở ra nhưng mà nó phơi xa ra này. Ý là gì? Hết chỗ nói rồi, hết nước hết cái gì để nói rồi, à, bó tay đó được chưa này. Và là ngao ngán quá rồi ha. Rồi thế bây giờ phù sa gư thì mang nghĩ gì? Trong cái phù sa gư này vừa là tha vừa là tự nha, các bạn đang học lên cấp cao là đang mình học nhiều đúng không? Rồi doro no ano cement no de phù sa gư. Ở đây bạn làm đầy cái lỗ trên đường bằng xi măng đúng chưa? À. Là tay phù đề thô đê ta tay bố cử gà mì chiếu phù say đã là cái cây mà đại mọc là cái cây cổ thụ mà nó bị ngã do bão á, thì làm sao? Nó đây chặn con đường. À, rồi nó chặn đường. Rồi khăn nó rồi và chú ý sa đê đưa tô mi mi ở phù say đê shimau. Cô ấy hả mà mỗi lần mà bị nhắc nhở Mí nhiều phải sai đây chứ mà. Nó bật tai nó hả? Ấy là gì? Muốn thèm nghe, làm lơ. Rồi ni mô tờ mô tà gặp xe nó siêu đăng là đen xa nó đoao phải sai đề ta. À, ý câu này là gì đây? Một cái siêu đăng là tập đoàn, ý nói là gì bạn? Đám đông, một cái đám học sinh đang cầm hành lý đó đó thì đang ngán ngay cái cửa xe điện. À, có nhiều bạn ấy mình không chịu để ý, mình đứng ngay cái cửa xe điện mà trong khi tay xách nách mang ha, và mình ngán cái cửa xe điện của người ta không lên xuống được. Có ba khô cá sồi và print rồi là screen no wheel full size là sách giáo khoa dở lại mấy cái tờ bản in thì nó làm sao trên bàn? Đầy trên bàn Ờ, nó lắp đầy bàn hết trơn, có gì trên bàn đầy hết rồi ra rồi xong. Rồi từ động từ ở đây nó chỉ có một nghĩa thôi là anh ga tsuzuite iru se ka kibun ga fusai de genki ga denai. Không biết có phải tại trời mưa hoài không mà tâm trạng em làm sao đó, cho nên là genki ga denai, khỏe không nổi. Cái mình bị gì? bị Thấy trời mưa tâm trạng mình nó làm sao? mình Nó trùng xuống đúng không? Có nghĩa là bây giờ mình muốn đi đâu cũng thấy trời mưa buồn. Họ nhìn ra ngoài thấy nó buồn bã, tại vì mưa mà ở đâu cũng ướt át hết, nhìn ai cũng lụp sụp sụp áo mưa này nọ, nhìn nói gì cảm giác nó buồn, cho nên cái lòng mình nó bị trùng xuống. Rồi kêu lên gác vừa sai đấy là vậy. Nó rớt xuống, tiêu đèn hứng nó rớt xuống nè, được không? À. Không biết phải tại trời mưa liên tục hay không mà tâm trạng tôi nó không có được tốt ha, tâm trạng nó bị trùng xuống cho nên là cảm thấy không có được khỏe, người không khỏe khoắn. Đây sakeru này học rồi là tránh. Ví dụ mình dư ta mario sakete rồi ta, bạn đi nhưng bạn né mấy cái dũng nước ra là natsu no hizashi o sakeru tameni higasa o sashita, đúng không? Là để tránh cái nắng mùa hè thì che dù. Che dù mà higasa là dù đi ban ngày á, dù đi nắng. Rồi, jutai o sakete mawari michi o shita. Cái này là Việt Nam biết rất rõ là đi đường vòng để né kẹt xe. Là kanojo wa saikin watashi o sakete. Cô ấy dạo gần đây
Làm sao? Tránh thôi. À, ăn ở sao mà bạn mới né tránh mình ha. Rồi cô nó môn đây là sakete thô được cô tòa kỳ này. Nghĩa là gì ta? Sakeru là né, thô là đi qua. Mà gọi là cô tòa kỳ này. Có cái vấn đề này không thể nào gì? Tránh khỏi. Ừ, không thể nào tránh khỏi. So. Rồi kike no sakeru. À, tránh né nguy hiểm, arasoi tránh né cái cuộc tranh chấp tranh cãi, kontan là hỗn loạn, tahitomeo sakeru là né tránh. Né tránh gì đây? Ánh mắt người khác. Rồi right, ba la mã à, ba la mã là câu ba. Kono shouhin wa reito sakete kudasai, cái sản phẩm này thì tránh đông lạnh. Có nghĩa là shinai hoga ii, shinai de kudasai. Ta sachō wa jinin ni tsuite wa meigen no saketa. Có nghĩa là giám đốc thì sao ạ? Và là gì? Tránh meigen có nghĩa minh ngôn, có nghĩa là những cái lời nói đến liên quan đến cái việc jinin từ chức của mình. Có nghĩa là giám đốc thì né tránh cái việc nói đến cái việc mà mình tự từ chức. Đây, 1009 là Yokeru, thì Yokeru nó cũng là né. Bây giờ mình xem coi nó né nó khác kiểu Sakeru ha. Đây là Tondekuru Boru, Yokeyo toshite koronde shimatta. Nãy gì đây? Cố để tránh cái quả bóng bay đến, À, nhưng mà sao? nhưng mà Té lăn ra, đúng rồi. Rồi mưa cũ gọi là kuru kuru màu dù kê được tha nê michi no hashini yotta, là để né cái xe đi đến từ hướng đối diện thì tôi nép qua gì bên bên lề đường, đúng không? Hoặc là bạn thấy đây là cũng bằng với sakeru là mizutamari yo yoke nagara arita, vừa đi vừa né mấy cái bãi nước. À. Nghĩa thứ ba là ato de ma tomete sutemasu kara iranai mono wa waki ni yokete oite kudasai. Bởi vì sao? Tôi sẽ gì? Gom lại và sẽ vứt sau. Cho nên bây đúng giờ mấy cái đồ không cần thì rồi, để qua một bên đây, đúng ý rồi, đúng rồi, để nó qua một bên đi, lát hồi tôi tính nó sau. Và đây đây có mỗi nghĩa thứ hai là nó bằng với sakeru thôi, còn hai nghĩa còn lại nó không bằng, đúng chưa? Ok không, phân biệt được chưa? là được. Ok. Iris có nghĩa là Yokeru nó mang hàm nghĩa là để né cái đó, thì bạn có thể là bạn đi qua một phía khác ha. Ừ. Rồi, 1010 là Soreru và Sorasu. Cái này là cái gì ta? Soreru gì còn nhớ? À, nó lệch về một bên gõ mà Taifu no shin ga kita ni soreta là cái hướng đi của bão nó chệch về phía bắc. Hanashi ga soreru, câu chuyện nó chệch đi. Hay là Udori kara wakimichi ni soreru là cái này các bạn học rồi nè. Là mình từ đường lớn mình rẽ vào trong đường đường nhỏ, đúng không? Rồi. Là michi đâu rồi? Michi o soreru là mình chệch đường, có nghĩa mình bị lạc đường, thay vì đi đường A thì mình đi đường A phải. Rồi Yagamato Soreru là mũi tên nó trật khỏi hồng tâm, được chưa? À, từ gần với nó là Hajireru đấy. Rồi Sorasu nè, Hanashi o Sorasanai để chanto kotaete kudasai, hãy trả lời đàng hoàng đừng có lạc đề. Hay là Taifu ga shindo o kita ni sorashita, bão thì nói gì bạn? Hướng về phía phía bắc, nó đi chệch về phía bắc, được chưa? Rồi jitto mitsumeru to watashi wa kare kara ne o sorashita, câu này hiểu không? Khi mà nhìn chằm chằm thì sao anh ấy? Anh ấy Né ánh mắt của tôi, có nghĩa là khi mà nhìn thẳng trực diện là né qua bên, không dám nhìn thẳng, nên gọi là me o sorashita. Mê đây là ánh mắt đó, chứ không phải là mắt nó lé đâu ha.
遊んでいる小さな子供から注意をそらしてはいけない。 Chú ý là cái sự chú ý của mình mà sổ ra sư là gì ạ? Mình hơi gì? Mình hơi buông lỏng cái sự chú ý mình ra các bạn. Ở đây là bố mẹ tuyệt đối không được lơ là sự chú ý của mình khỏi cái đứa con nhỏ đang chơi. Ha. Rồi, sếp là gai cô sê sắc cử nhớ tê cô cư mi nô sê gì vậy nô hi ha hồ sô ra sạ. Là chính phủ làm sao đây? Chính phủ đã chuyển hướng phê phán chính trị của người dân. Ừ, đối với chính sách ngoại giao thì cái hiano sổ ra sư có nghĩa là gì? Né tránh. Nếu cách khác là gì bạn sao? Bạn để nó qua một bên, coi là giống như hơi lơ lơ chút xíu. Bạn thấy có một số việc xảy ra là nó chỉ nổi lên thời gian sau đó nó chìm xuống. Nó gọi là hiano sổ ra sư. Có nghĩa là chính phủ thì gì? Bỏ qua, né tránh cái phê phán gì của người dân về cái chính trị có liên quan đến cái chính sách ngoại giao. Có nghĩa là coi như nghe đó nhưng mà thôi nghe thì cứ để đó chứ không có giải quyết, không có tiếp thu. Cô. Dạ. Giờ mới nghe tiếng Anh. Nếu như mà kiểu như mình không theo cái câu chuyện thì có dùng Hanashiga Sorasu đúng không cô? Không gì, không. Hanashiga Sorasu đúng không cô? Bạn nói gì không? Không cái gì câu chuyện. Bạn nghe anh Phú nói gì không? Em chỉ nghe được câu chuyện với lại chữ chát đi anh. Mất rồi, mất tiếng rồi. Chữ được chữ không rồi. Cô cũng nghe Phú nói rất là rè. Tiên thì nói rất là rõ các bạn. Phú chát đi Phú, nghe không rõ. Không biết bạn hỏi cái gì liên quan tới hành Nasi ố sổ ra sư á, mà khúc giữa cô nghe cũng được. Và hỏi là cái trường hợp gì đó thì có dùng hành Nasi ố sổ ra sư không cô? Ừ. Hình như là không theo kịp câu chuyện đó không ta. Để lát các bạn chát để coi sao. Rồi, Mitsumeru. Mitsumeru là nhìn, mà nhìn gọi là nhìn chằm chằm, đúng không? Mình không theo kịp câu chuyện có dùng sổ ra sư được không? Không theo kịp câu chuyện dùng sổ ra sư được không lớp? Hà na si o sổ ra sa nai. Dùng được không? À, có nghĩa là cái hà na si o sổ ra sư đây là ý nó là bạn đừng có, nói sao nhỉ? Bạn đừng có để cái câu chuyện đi sang một hướng khác. Chứ còn mình bắt kịp câu chuyện hay không đó là một câu chuyện khác. Trên cái câu gọi là hanashi o sorasanai de chanto kotaete kudasai có nghĩa là bạn hãy trả lời có chỉnh chu, đừng có lạc đề, đừng có để câu chuyện mình lạc qua cái hướng khác. Ví dụ người ta hỏi bạn về nhược điểm thì mình nên nói về nhược điểm ha, ý là như thế. Rồi. Mình quay về mitsumeru nè. Kodomo wa hahaoya no sashin o jitto mitsumete ta. Đứa con thì nó nhìn chằm chằm vào bức hình của mẹ, đúng không? Hoặc là senshu và guru wo mitsumete ta. Là tuyển thủ thì nhìn chằm chằm những khung thành. Aha, ok. Rồi tiếp, game chích wo mitsumeru to shakai no mondai den ga arawarete kuru. Có nghĩa là gì? Khi mà mình cái gì vào trong hiện thực thì những vấn đề của xã hội nó sẽ hiện lên. Nói như vậy nè, khi bạn thấy nhìn chằm chằm có nghĩa là mình nhìn trực diện đúng không? Mới chằm chằm chứ mình nhìn xéo, nhìn chằm chằm khó không? Thì Mitsumeru đây ý nói là khi bạn nhìn trực diện vào trong hiện thực, mình nhìn thẳng vào trong cái vấn đề, nó mang nghĩa bóng hơn. Thế là khi mình đối mặt với hiện thực, mình nhìn thẳng vào trong hiện thực, đối mặt với hiện thực, thì mình sẽ thấy những vấn đề của xã hội, trong xã hội nó sẽ hiện ra. Hoặc là jibun wo mitsume nou shite miyou. Hãy thử làm sao ạ?
nhìn bản thân mình đi. À, nhìn trực diện lại bản thân của mình và chỉnh sửa thử xem, coi lại mình coi xem sao như thế nào, đúng không? Ừ. Rồi, Nagame này nhớ có học rồi. Học chưa ta? Chưa, à hán tự chưa học. Nagameru này là gì đây? À, nhìn đúng không? À, nhìn nhưng mà theo cái kiểu là bạn thưởng thưởng thức, mình ngắm, đúng cái chữ ngắm, kiểu như ngắm phong cảnh, à, ngắm cái khung cảnh đó. Keshikio mitsumeru, à nagameru, keshikio ha, hoặc là fuke o nagameru. Rồi, haha wa benchi ni suwatte kodomo ga asonderu no jitto nagamete ta. Ý đây là gì? Bà mẹ ngồi ở trên cái băng ghế và làm sao ạ? À? Ngắm kỹ cái những đứa con đang chơi. Được chưa? Gọi là mình ngắm. Giống như kiểu thưởng thức vậy ha, gọi là keshiki o nagameru, mình ngắm cảnh. À, là ở đây có danh từ nha, nagame là koko kara no nagame wa subarashi. Có nghĩa là gì? Cái khung cảnh mà ngắm từ đây này nó rất là tuyệt. Cho nên là nagame đây mang nghĩa là cái góc nhìn. Được nha? Cái góc nhìn mà từ đây này. À, thì nó tuyệt vời. Được chưa? Rồi tiếp 1014 là mi awaseru. Nhìn làm sao? Nhìn nhau. Đúng rồi, ta nhìn nhau, đứa này nhìn đứa kia nhìn đứa này. Fushigi na gensho mite futari wa kao o miawaseta, là nhìn thấy một cái hiện tượng lạ nên hai đứa quay qua nhìn nhau, nhìn mặt nhau. Ra oame ni narisou nano de ensoku wa miawaseru koto ni atta. Nghĩa là gì? Có vẻ là trời sắp mưa lớn cho nên là cái việc mà đi chơi xa thì sao nhỉ? Bởi gì? Phải bị xem lại đúng không? Ý là bị hoãn. Chiêu si ní nà rư á. Chiêu si á là có nghĩa là hoãn là hủy luôn á, là không biết chừng nào mới đi được á. Rồi tai fu no eikyo de desha wa jensen unko miawasete orimasu. Do cái ảnh hưởng của cơn bão mà đoàn tàu nó làm sao đây ạ? Jensen toàn tuyến là tất cả những cái tuyến đường unko. Bị hoãn lại. Đúng rồi, tất cả những cái tuyến đường vận chuyển đều bị hoãn lại. Chuxi ní nà rư các bạn là bị hủy á nha. Nên đây là chuxi rư đây nè. Rồi 1015 là mi okuru. Giờ nhìn mà nhìn cho. Tiễn. Nhìn mà nhìn theo người ta dạy người tiễn người ta đi. Kako genkama de mi okuta. Tiễn khách đến tận cửa ra vào. Rồi, rưu wa kusuru yujin no kuko de seira ni mi okutta. Tiễn đứa bạn đi du học ở sân bay gọi là seira. Tiễn nó đi một cách gì? Một chén. Đúng rồi. Rồi, câu 2. Tsukinji de mo densho ni dai mi okureba daitai suwareru. Cho dù Lan là giờ đi làm đúng không? Nhưng mà làm sao ạ? Nếu như thế nào thì đại khái mình có thể ngồi được. Thường chứ, thường mình sẽ ngồi được. Là trong cái giờ đi làm cũng như là giờ cao điểm các bạn thì thường xe điện xong có chỗ ngồi. Ý ở đây là nói cái gì thì mình sẽ có chỗ ngồi đây. Biết cái dạng Miokuriba không? Chờ hai chiếc ý là. Có nghĩa là gì nè, thường bạn đứng, khi mà bạn đến xếp hàng á, thì thường á, là cái chuyến đầu tiên sẽ rất đông. Tại vì giờ cao điểm mà, người ta đến, người ta đứng chờ rất đông, thì bạn ráng, bạn đợi một chuyến xong, rồi các bạn đợi chuyến sau, bạn đợi chuyến nó đi xong, bạn đợi chuyến sau, thì bạn sẽ thường là cái người ở hàng đầu, thì bạn sẽ được lên ngồi. Ý nó gọi Nidai Mi Okureba là vậy. Nhớ cái này ha. Rồi, Seifu wa Yato no Hageshi Hantai ni Ai. Có nghĩa là chính phủ gặp sự phản đối cực kỳ dữ dội của Yato là đảng đối lập. Cho nên là Shinho Anno Saitaku mi okuru koto ni shita. Cho nên là làm sao? Đã quyết định
phải hoãn lại cái việc gọi là lựa chọn cái bản dự thảo pháp luật mới, đúng không ạ? Có nghĩa là coi như là mình không có thông qua được. Rồi câu 4, watashi wa 18 sai de chichi o 22 sai de ha o miokuri genza hitori desu. Thì câu này ý nó là gì? Tôi năm 18 tuổi thì tiễn bố, năm 22 tuổi thì tiễn mẹ đi, bây giờ tôi chỉ còn một mình thì tiễn ở đây có nghĩa là gì? Mất. 18 tuổi mất bố, 22 tuổi mất mẹ, giờ chỉ còn một mình ha. Ra 1016 otozureru, từ bài học từ đời nào á, là đến thăm, đúng không? Đến thăm nhà hay cái gì đó, đến thăm. Thì bạn thấy là kitaguni ni mo yoyaku haru ga otozureta. Là làm sao mùa xuân thì cuối cùng cũng đã ghé đến những đất nước ở phương Bắc. Rồi, thế này nó bằng cái kuru. Hari mai toshi oze no kankokaku ga Kyoto otozureru. Thì gọi là thăm, gọi là tham quan. À, khách du lịch hàng năm thì rất nhiều khách du lịch đến thăm Kyoto. Rồi tôi đi hikisaki o otozureru là mình đến thăm cái đối tác của mình ha. Rồi. Chúng ta bạn hormone suru ha. Rồi. Ra 1017 là hiki kaesu. Hiki kaesu. Là gì đây? Teiki o wasureta no ni kizuite uchi ni hiki kaeshita. Giống như động từ là modoru. Là chợt nhận ra là sao mình để quên cái vé tháng ở nhà, tại vì mình phải quay về nhà. Mình quay ngược lại về nhà. Hiki kaesu là quay ngược về. Là damu kensetsu ni wa 100 oku en ijo o tsukatte iru. Imasara hiki kaesenai. Có nghĩa là gì? Để mà xây dựng cái đập này thì phải sử dụng hơn 100 oku là nhiêu? 100 triệu. 100. Một ô cừ là 100 triệu rồi. 100 triệu yên. 100 triệu yên, một ô cừ là 100 triệu rồi, bây giờ tới 100 ô cừ. 100 tỷ yên. Một, phải 100 tỷ không lớp? Từ từ. Mười tỷ. Rồi, phải dùng trên 10 tỷ yên. Và đến tận bây giờ Imasara vẫn chưa có gì lấy lại được. Hiểu cái từ lấy lại nữa không? Chưa có hồi vốn á. Ha, chưa có hoàn lại vốn á. Ra 1018 là Saru. Saru là tập ra trong kênh Zero lên là các bạn học lâu rồi. Chữ này là chữ khứ. Saru là gì cùng nhóm? Cái gì đó. Đi qua ý này. Nó đi qua, nó bỏ đi, hay là nói là anh ấy đứng lên bỏ đi. Tatte saru. Ý nó là nó đã trôi qua mất rồi. Fuyu ga satte haru ni natta. Mùa đông trôi qua, đến lại đến mùa xuân. Được chưa? Thì khi bạn nói thời gian trôi qua có nhiều từ lắm, đúng không? Bạn nói tatsu được khắp tà đó. Rồi taisu ga saru, cơn bão qua đi, kiken nguy hiểm qua đi. Ha. Là shokubao saru là gì? Rời khỏi nơi làm. Rời khỏi chỗ làm. Oyanomoto rời khỏi. Oyanomoto ý là cái gì ạ? Giống như cái dịch ca, cái quê hương của mình nữa. Rồi Sato no Ichi là vị trí giám đốc. Rồi ok. Rồi ở đây bạn có rằng nãy có vừa nói bạn Tachi Saru là đứng lên bỏ đi. Đứng lên đi mất. Hashiri Saru là chạy mất. Chạy đi. Nige, kie, keshi, tori, sute. Ngoài ra bạn có quán dùng ngữ là yo saru. Ý là Nakunaru á. Lên trở ảnh á. Rồi bỏ thế gian. Có nhiều cách nói về chết đúng không? Rồi saru kugatsu to ga rinji kokkai ga okonawareta. Là gì ta? Ngày 10 tháng 9 gì đó thì cái quốc hội lâm thời được tổ chức. Ngày 10 tháng 9 vừa qua. Đúng rồi, cái kiểu nói của người ta như thế ha. Rồi. Tsugi susuru. Susuru này gọi là kêu bằng
người ta các bạn học có bài ramen người ta bảo là đừng người Nhật hay susuru ramen osusu. Vâng ạ. Hấp sầm sập á ha. Soba o oto tatete susuru. Gọi là hấp mà soba ra tiếng đúng không? Oto tatete. Thì cái đó người Nhật là mới gọi là ăn ngon, còn mà ăn lặng lẽ mà ăn thì lại không ngon. Còn Việt Nam mình ăn sắp hấp sụp sụp thế thì nó bảo mình là ăn heo, đúng không? Ô chào sư sư rư. Hấp trà hả? Hấp nước trà hả nó? Nó cũng có mà. Ừ. Dịch bắt cười quá, hấp nước trà mới nghe. Hấp nước trà này đúng. Rồi sư rư ô sư sư rư. Ở này là mình hấp cái nước súp đúng không? Rồi. Rồi hà nào sư sư rư. Rồi làm gì? Cái gì? Cái mũi mà ngập cái nước. Sột nước mũi hả? Cái là à, hà nào sư sư rư nè. Mình kêu là cái gì? Sột xịt mũi không cô? Đúng rồi, mình sột xịt cái mũi mình. Hay là hanamizu, mình sột xịt nước mũi trong mũi á. Ha, ok. Giờ mình thấy tiếng Việt nó khó đúng không? Ngày 1020 Ajiwa ư, học lâu rồi là nếm đúng không? Thưởng thức gì đó. À, hisashiburi ni furusato no jōri o yukkuri ajiwa ư koto ga dekita. Là lâu lắm rồi tôi mới có thể gọi là thông thả thưởng thức món ăn của quê nhà. Hay là kai kan o ajiwa ư, mình nếm trải. Mình nếm chứ cái gì kai kan là gì? Chà dịch khoái cảm mà coi chừng hiểu lầm á. Đó là chữ khoái và chữ cạn đúng không? Thoải mái. Đúng rồi. Rồi kurushimi là nếm trải cái đau khổ, nỗi đau. Kanashimi, nỗi đau khổ. À kurushimi là gì nhỉ? Không phải đau khổ mà là sự cực khổ. Rồi isogashikute roko ni ikenai node guidebook o mite đúng không? Roko kibun wa ajiwatte. Vì bận rộn không đi du lịch được cho nên bây giờ phải ngồi ngắm cái quyển sách hướng dẫn để mà gì? Tận hưởng cái không khí du lịch. Tội nghiệp. Rồi. Shimi jimi toshita ajiwai là cái gì? Thì bạn nhìn bên này nè. Kono uta ni wa shimi jimi toshite ajiwai ga aru. Và với cái shimi jimi này từ động từ shimi đây gọi là thấm sâu vào. Ấy nó là gì? Tôi có được cái cảm xúc rất là sâu lắng đối với cái bài hát này. Shimi ichimi toshita ajiwai là cảm giác được nó một cách rất là sâu lắng. Ha. Được chưa? Nào 021 là nioi. Động từ của nioi á. Thay vì vậy nói kha kha cái gì? Ngửi là gì còn nhớ không? Kha. Ngửi, động từ ngửi. Động từ ngửi đúng rồi. Kha gì? Học rồi hen. Kha. Chữ khú. Khú trong khú giác á. Kha gư, ok. Kha gư là ngửi. Nhoi kha gư, ngửi mùi. Thì bây giờ bạn không dùng chữ dùng thơ, chữ khu đó, thì bạn dùng chữ nioi của hàng nioi. Namagomi ga nioi. Nghe thấy mùi rác tươi phải không? Tươi đấy là thịt cá gì đó hả? Rồi bara no hana ga heyaju ni niotte iru. Mùi của hoa hồng thì làm sao ạ? Tỏa trong phòng. Hoa hồng tỏa hương khắp phòng, ok. Rồi cô nói cái mà nắm cái con nhồi này có ngửi gì đâu nghe, ý nó là nghĩa bóng á. Trong cái vụ việc này tôi ngửi thấy có cái gì đó đó, cái mùi của có cái gì đó, ý là gì ạ? Nên đi được rồi nên utagai utagai ra rồi, có nghĩa là có cái nghi ngờ gì đó, giống như trong này nó có khúc mắc gì đó ha. Rồi cái kiểu nó bóng gió đúng không? Rồi ueru. Ueru này không phải chữ trọng đâu nha. Chữ này là chữ gì? Hoa ueru là chữ thực là trọng đâu. Mà bạn ấy là trong cái từ kikin á.
Đó. Là nạn nạn đói á, để rõ. Thì bạn này là chữ chữ cơ các bạn. Cơ đây là đói, nạn đói. Thì sensochi và tabemono ga naku mina ga uete ita. Là trong chiến tranh thì không có lương thực cho nên mọi người bị đói. Được chưa? Rồi, mình đã ueji ni, còn ueji ni có nghĩa là mình chết đói. Ueji ni suru là chết đói. Rồi. Ano ko wa hahao ya no aijou ni uete iru, mấy nghĩa bóng, có nghĩa là đứa trẻ đó nó khác tình tình mẹ. Nó đói tình mẹ, nó khác tình mẹ, phải không? Thiếu thốn tình mẹ. Ok kịp không? Giờ tôi nói liên thu bất tận. Dạ kịp không? Ok. Rồi, 1, 2, 3 là chữ tư. Rồi tư này bạn học lâu lắm rồi luôn á. Chữ này chữ gì? Chữ vẫn. Vẫn. Có thấy chữ tư này bao giờ chưa? Thậm chí trong các bài kiểm tra các bạn thường các bạn thấy sẽ thấy cái chữ vấn xong rồi số 1 đúng không? Chữ vấn số 2 cái chó đọc là cái gì biết không? Mon. Thôi là đọc mon luôn hả? Chữ vấn số 1, chữ vấn số 2. Giống như trong bài bài thi bài kiểm tra các bạn hay thấy được như là người ta gọi là thu gì chi đó cha. Không tin bạn đánh ra đi, nó ra đi nè, bạn coi cô đánh là thôi y chi nè, chuyển nó ra liền luôn á. Đọc là thôi là câu á, câu hỏi số 1, câu hỏi số 2, nó đọc là thôi, 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 nó đọc là thôi, nhưng mà nó không lội đuôi. Được chưa? Thì đó chính là chữ này, như vậy thì thôi là hỏi, được chưa? Đơn giản thôi. Nó là hỏi, đúng không? Thì Anakoto yutakare no honshi no tuitai, là tôi muốn hỏi cái gì? Hỏi cái gì của anh ấy, cái người đã nói cái điều như thế? Honshin bổn tâm. Ý là muốn hỏi coi là gì thật sự, cái ý muốn thật sự của anh ấy là gì khi mà anh nói cái điều như thế. Được chưa? Hoặc là shin iyo to, bạn hỏi tâm ý người ta. Hay là ambi. Ambi là gì? Học rồi. An là an toàn, bi là có hay không, ý hỏi là gì? Hỏi thăm về an, cái sự bình an của người ta, sự an nguy. Min y là dân ý, à hiểu rồi. Kịp không? Thì bạn nãy đây nè, thế thì nó khác gì với kiku? Nãy đây nó ghi cho bạn luôn à. Là đối với kiku và tazuneru thì nó gọi là kataku katai binshogo, nó là cái từ trong văn viết và rất là cứng. Được chưa? Kịp không? Là bạn thấy nó có thể rất là lạ, ví dụ như từ bóp tê, bóp ta, nó tô tê với tô ta nè, nhìn thấy không? Động từ này rất là lạ ha. Thì trong đó bạn thấy có tôi awase, thui awase. Bạn thấy giống như cuối mỗi cái trang báo hay là một cái trang fanpage thì nó có chữ thui awase tiếng Nhật đó. Có nghĩa là cái nơi để bạn liên hệ, cái nơi bạn thắc mắc đó. Kịp không? Cho nên thui awase đưa là hỏi đáp. Ha. Trải tiếp. Chữ thứ hai thì nó là gì nè? Chữ này đọc sao ta? Chữ đảng thủ đọc sao bạn? Min tô. Tô tô chữ đảng. Tô. Siêu. Được rồi. Tô siêu là nói là cái ông chủ tịch đảng. Đứng đầu một đảng. Tô siêu ni sen cho de maketa sekini no to. Ý là cái gì đây? Nếu bạn trực dịch đó, từ cái nghĩa hồi nãy là bạn gọi là mình hỏi cái trách nhiệm, hỏi cái trách nhiệm, hỏi ai, hỏi cái ông gì chủ tịch đảng về cái trách nhiệm mà đã để thua trong trong cuộc tranh cử, thì hỏi đây mang nghĩa là gì bạn? Truy cứu. Đây nè, nó bằng cái chữ dưới này, truy cứu, các bạn học rồi, truy cứu trách nhiệm ha. Rồi kare wa satsujin no tsumi ni toareta, anh ấy bị truy cứu cái tội sát nhân. Được chưa? Tài nghĩa thứ ba, この仕事は年齢性別学歴を問わない. Thôi qua này hay thôi qua dư, ý nói là gì? Công việc này nó không có đòi hỏi gì đến tuổi tác, giới tính, lý lịch học tập. Ha. Và ở đây cái nghĩa này là thường nó là phủ định nha.
mà này là ngữ pháp luôn. À không, towana này đứng cuối câu thì nó là từ động từ bình thường, nhưng mà trong trong ngữ pháp phải có towazu. Ừ. À. Rồi câu 4 là say sakura no jishi wa shushou no kido roku ga towareru. Là cái gì? Cái năng lực lãnh đạo của thủ tướng thì cái gì đó để thực thi cái chính sách được thì bạn. Motomeru. Được yêu cầu, được đòi hỏi ha. Rồi shinka ga towareru. Shinka hiểu không ta? Chỉ chân giá. Giá ở đây không phải giá cả đâu nhỉ. Ka đây là kachi, là giá trị. Và là giá trị thật đó. Và là gì? À, giá trị thật được đòi hỏi, được yêu cầu. Còn shiwan. Siêu tê là bàn tay, quan là nguyên cánh tay được không? Siêu quan là gì? Năng lực. Ờ, năng lực, tài cán. Jitsuroku là thực lực được đòi hỏi. Vậy ở đây nó thì nó lại thường đi với ukemi. Nó phải bị động. Ha, rồi. Trời ơi, cái từ 1024 mày không biết là nghĩ đi nha. Kataru này là cái gì? Kể. Ừ. Bạn thấy không, cái từ này bạn học. Ở trên dưới mình lên học từ đời nào. Là Higaisha ga jiken no jōkyō katatta. Dạng như kể là mình kể lại à, cái người mà gặp nạn thì kể lại tình hình của vụ việc, tình thế lúc vụ việc xảy ra à, hay là Obasa wa mago ni mukashi banashi wo katatte kikaseta. Bà kể cho cái cháu nghe, kể cho cháu nghe, ghi rõ ràng katatte kikaseta đó, kể cho cháu nghe câu chuyện cổ tích. À, hoặc là gì, bạn kể về cái ước mơ, về cái hoài bão của bạn cũng gọi là kataru nha. Ví dụ yume nè, ước mơ nè, hofu là hoài bão nè, keiken là kinh nghiệm. Nói chung là bạn kể lại những cái mà mình đã nghe, hoặc là bạn kể lại những cái gì mình đã trải qua, được gọi là kataru. Ok không? Trong từ học lâu ha. Đôi khi tự hỏi là sao giờ này phải học lại đúng không? Đây 125 là chika. Câu này là thề, I swear đó, tôi thề đó. Rồi show rồi mà, cái trang này nó mờ dữ trời. Kanarazu isha ni natte byōgi no shito suku o to kokoro ni chikatta. Tôi hứa gì ạ? Tôi đã thề với lòng. Đúng rồi, tôi thề với lòng là tương lai tôi sẽ nhất định trở thành bác sĩ. Để mà để cứu những người bệnh. Rồi, đúng rồi, ok. Rồi kami ni tsukau. Thầy với thần thánh. Oya, hứa với cha mẹ. Jibun. Thề với bản thân. Hứa với bản thân, thề với bản thân. Em thề em sẽ đọc JVT ha. Rồi sports no senshu. Sensei. Sensei là tuyên thể. Biết không? Ví dụ như là mấy bạn biết, người ta thường là trước khi cái một cái giải đấu gì đó diễn ra, người ta hay có cái buổi khai mạc. Và trong buổi khai mạc đó thường là sẽ nhờ một cái người tuyển thủ đại diện lên để đọc cái lời tuyên thệ đại khái như là tôi xin đại diện tuyên thệ rằng là sẽ thi đấu một cách công bằng, một cách gọi là bình đẳng. Đó, nó gọi là tuyên thệ. Thì gọi là sensei. Sensei tuyên thệ, nhưng mà sensei là giáo viên. Đây là lời tuyên thệ của tuyển thủ trong thể thao nè, gọi là sensei dodo to tatakau koto chikaimasu. Tôi xin thề sẽ gì? Thi đấu một cách đường chính chính đúng không? Tại kare to kanojo wa shōrai o chikatta naka da. Là gì? Anh ấy và cô ấy đã thề. Naka là gì ta? Ý Naka đây là mối quan hệ, ý nó là giữa anh ấy và cô ấy là một cái mối quan hệ, là gọi là đã thề hẹn trong tương lai rồi, có nghĩa là giống như là đã hứa với nhau là sau này sẽ lấy nhau hay là có nhau gì đó, nó gọi là Naka. Rồi chưa đó, thề với lòng nè ha, rồi hẹn ước trong tương lai này được chưa? Ok. Đây sasaeru, chữ này học rồi, chữ chi trong thu chi nè.
Là sai đưa này, nghĩa này nghĩa bóng các bạn gọi là chống đỡ đúng không? Cái nghĩa đen là nghĩa bóng nè. Sue để karada o sasaete aruku, sue là cái gì còn nhớ không? Cái gì chống để mà đi vậy? Gãy cái gãy. Ừ, sue cái gãy. Rồi uchi no kake là watashi ga sasaete. Gia kế của gia đình thì là tôi chống đỡ, ý nói là tôi là trụ cột. Đúng rồi. Rồi, kurushi toki kazoku ya tomodachi ga sasaete kureta supporto supporto. Khi mà khổ sở thì gia đình và bạn bè đã giúp đỡ tôi, được chưa? Đã hỗ trợ tôi ha. Nó gọi là supporto suru, được chưa? Rồi, kino eda ni sasae o suru. Ý là bạn bạn làm gì đây? Câu này hiểu không ta? Giúp cho cành cây không? Ý bạn thấy là ví dụ như mấy cái cây mà nó bự quá rồi cái cành nó to ra bắt đầu nó triểu xuống thì nó mà triểu quá thì nó gãy nên mình phải xà xe nó lên. Đúng không? Có nghĩa là bạn chống đỡ phụ thêm cho gì? Mấy cái cành cây. Hiểu không? Hiểu không? Dù là mấy cái cây nào mà nó còn nhỏ nhưng mà cái tán nó dài quá bạn, nó đỡ không nổi á, thì mình phải lấy cây mình chống phụ lên chứ không thôi bảo quẹo. Được chưa? Rồi kodomo ga watashi no kokoro no sasae ni natte. Con nó trở thành cái gì trong trong tâm hồn tôi đây? Giống như nói bây giờ tôi chỉ sống vì con thôi đấy. Chồng mất thì tôi chỉ sống vì con thôi. Con là động lực để cho tôi làm việc, đúng không? Ý nó là gì? Con cái là chỗ dựa tinh thần. Đúng rồi, chỗ dựa tinh thần của tôi. Đó. Rồi, bữa nay học tới 1026 đi nha. Bữa sau học tiếp. Dạo này toàn học từ vựng con mà hơi bị ngán đúng không? Ngán thiệt. Cô dạy cô còn ngán mình đó các bạn. Mà ráng đi. Ơi sao? Môn đọc là thi đề mở hả? Đúng rồi. Ủa? Sao lại đề mở? Ừ, đề mở mà không biết chỗ nào để mở. Cô là người ra đề nên bạn cứ nghĩ xem cô có để cho bạn mở hay không. chắc các bạn biết rồi đúng không? Thời gian thi tổng cộng bao nhiêu phút? 60. Có 60 phút thôi và là đề mở. Để tự luận. Thật ra vậy nè, bạn nghĩ cho cùng có bây giờ thi online mở hay không mở nó có như nhau không? Như nhau. Bây giờ có cho off đi thì cho không mở đi rồi bạn có mở không? Đúng. Ủa không? Cô nhưng mà ý là đọc hiểu là vẫn nằm ở trên cái đề. Là tới giờ chưa làm cái kiểu đó hả? Ý là gì nè, trường này chưa làm, các bạn chưa làm á. Trời ơi, các khoa khác các bạn mình cần. Là cái bài đó là sẽ là cái đề á. Cái đề nó sẽ người ta sẽ gửi cho bạn xem thì bạn nhìn trên cái đề xong rồi mình viết ra giấy. Viết ra giấy sẽ bạn chụp hình cái bản bạn làm á gửi về cho phòng khảo thí thì phòng khảo thí sẽ in cái bản bạn chụp ra coi như thành cái bài rồi mới gửi về các thầy cô mình chấm ha. Thì làm ơn là lúc chụp thì chụp cho nó rõ giùm. Ủa là mình dùng ý là mình dùng giấy của mình ý là theo cô nghĩ á nha là trường sẽ gửi cho bạn cái form giấy á. Dạ đúng rồi, tại môn văn hóa kinh doanh cũng có gửi cái form để cho mình. Đúng rồi, thì đó bạn sẽ in cái form nó ra xong mình viết trên cái form đó thì cái form đó nó có chỗ để chấm điểm. Và mới biết rằng là bài đó là bài như tại vì nó còn phải đọc phách này nọ bạn. Thì tại vì lần này thì bảo là ra để tự luận cho nên là cô ra cái kiểu tự luận thì phải như vậy rồi. Chứ còn mà trắc nghiệm trên LMS ấy, thì thật ra nó quá dễ đó bạn. ABCD 1 2 3 4 cái nhắm mắt không đánh đại cũng được đúng không? Mà tại đọc nâng cao mà phần đọc cuối cùng nên là kêu cho ra tự luận nên cô cho ra cái tự luận 60 phút nhưng cô đảm bảo các bạn là phút thời gian mình dở không chắc luôn, trừ những bạn nào gọi là học giỏi lắm á, xin thề. Gọi là bạn đọc là bạn hiểu liền, đọc bạn nhớ ngay á thì ngoại mai là bạn sẽ còn dư thời gian để mà ngồi giúp đỡ bạn khác, chứ còn những bạn khác là không thể nào. Bạn những bạn trung bình trở xuống là sẽ phải mất rất nhiều thời gian để làm. Đề cô nó cũng dài đó. Nè, chuẩn bị tinh thần. Ủa cô rồi khi nào thầy cô đưa cho cái form cho cô? Thì lúc mà thi á, hay là cái gì đó các bạn cứ đợi phòng khảo thí sẽ gửi cho các bạn lo gì. Ủa form
cái form giấy thi á, form giấy thi gửi được ngay phía in ra. Đúng rồi, trời, cái phòng khảo thí sẽ hướng dẫn cho các bạn, đừng có lo mấy cái đó. Dạ. Nó chẳng là sẽ hướng dẫn nên đừng có lo, chỉ có là cái đề là đề tự luận chứ không phải đề trắc nghiệm. Đợt trước mấy bạn làm trắc nghiệm trên MS hả? Dạ, trắc nghiệm 100% hết luôn trên MS đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Ủa không, trên cái đăng một cái link trên MS nhưng mà nó dẫn qua một cái link khác. Rồi hiểu rồi, các bạn đang làm trên hệ thống của hệ thống bài của trường mình. Thì đó, chứ bây giờ đọc mà thì phải dạy chứ, cô còn chưa cho dịch á, định là cho các bạn dịch câu dịch đoạn gì đó, tại vì cũng lớn rồi, mà thôi kệ, để phần đó lại cho các môn biên dịch vậy, tại các thầy cô chấm dịch cũng nhức đầu, không cho các bạn dịch nó thành cái giống như là tiếng Thái hay tiếng Campuchia. Giờ cho còn cho mà dịch từ Việt, từ mà Nhật sang Việt thì dễ quá, nhưng mà Việt sang Nhật thì ác quá. Thôi nên không cho, chỉ cho đọc cho chơi cho vui vậy thôi. Được chưa? Chứ chưa biết hả? Chưa biết ngày nào là phòng khảo thí gửi form hả? Không biết, cô mới có môn văn hóa kinh doanh là thầy có gửi form. À, đã rồi rồi. Để cô hỏi lại bên khoa coi, tại thật ra là thứ nhất cô không còn là cô hủ một nữa. Thứ hai là tại đó giờ khoa mình cũng không có làm tự luận. Dạ đúng rồi. Khóa khác người ta làm rần rần, bên trường hữu tác cô qua cô chấm bài toàn. Bây giờ mấy anh chị đi học giờ toàn chấm bài qua cái chụp hình không à. Có nhiều anh chị chụp mờ căng mờ chấm lòi mắt lên. Là cái form, cái khung đề á, cái tờ giấy trả lời á, là sẽ gửi cho các bạn đi in ra. Một số anh chị vậy nha, đang ở trong khu cách ly á, mấy anh chị cũng không đi in được. Thế là ngồi vẽ tay, vẽ tay ra khung điểm khung này khung kia đó, vẽ đầy đủ nha. Trời, bắt đầu làm. Cái là thời xong chụp nó cứ mờ mờ nè. Trời ơi, chấm lòi mắt ra. Cô nói trước nha, cô mà chấm bài mà mờ mờ cũng khỏi chấm nha. Mắt em đã có cận sẵn rồi, anh chị đừng làm cho nó đuôi thêm. Rồi, coi như lần đầu tiên làm, để cho những kỳ sau mình làm. Chứ mà biên dịch mà kêu mà trắc nghiệm là hơi khó rồi. Mấy bạn nào học môn bên chuyên ngành BD biên dịch thì cẩn thận. Rồi, ok ha. Nào, tới đây buổi sau học tiếp. Còn nhỏ nữa không? Okay. Ok, Samades, sayonara. Giờ này cho nghỉ sớm. Hai. Chào, bye bye. Bye bye. Bye.